mới, chị khi độ và chị rằng là sẽ cho chúng ta thưởng thức những cái ca, những cái khúc nhạc hoa rất hay. Và xin mời các anh chị hãy tặng cho chị khi độ một tràng pháo tay hân hoan đón chị khi độ tới đến nhà. Dạ, xin mời. Và sau đây chị khi độ sẽ hát một ca khúc chị tự giới thiệu nha, đó là ca khúc nói tiếng Việt. Dạ. Dạ, tiếng Việt là nói tiếng Hoa, tiếng Việt là cái gì ha? Dạ, tiếng Việt là Bến Thượng Hải. Và tiếng Hoa là gì chị? Sang Hải Thang.
Thank you.